Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay mình chia sẻ với bạn một cái sự kiện airdrop đến từ cái dự án là Having One, một cái dự án tới từ Mỹ. Trong cái sự kiện airdrop này khi mà mình đăng ký thì cái xe thành công mình sẽ được nhận là 100 triệu để cái đồng token là ATM và airdrop còn lại là 281 ngày. Khi mà mình điểm danh đầy đủ là 281 ngày nữa thì mình sẽ là nhận thêm những cái mà sự kiện mình điểm danh cái đầu là ATM nhé. Và bên dưới thì dự án có là liệt kê về những cái giới thiệu về nền tảng này. Thì bạn nào mà muốn tìm hiểu sâu hơn thì bạn có thể là dừng 5 tới là 10 phút thì mình đọc hết những cái mà nền tảng đây nhá. Cũng như là dự án này cung cấp những cái người mà cố vấn này hay là những cái người mà sáng lập nhá. Thì thấy nó cũng là cung cấp hết những hình ảnh những người mà cố vấn hay là sáng lập đến đây nhá. Và dự án thì thấy liệt kê cả những cái đối tác là sàn Binance ấy. Bên dưới là cái nội trình là tới tận là 20 2025 nhá. Đây là cái đồng token là ATM nhá. Tiếp theo ở bên dưới là đối tác thì có cả Binance này, KuCoin là coinbay hay là get io và rất nhiều những cái sàn khác nữa. Và dự án này hôm đầu mình đăng ký bị lỗi lắm, mình đăng ký 4 năm ngày đấy thì hôm qua bắt đầu chính thức là mình mới vào được. Thường là hay bị lỗi cái mã là OTP đấy. Thì tối hôm qua mình mới là vào được và mình đã là cai xe thành công thì mình nhận được là 100 triệu nhá, 100 triệu đồng là ATM này nhá. Và bên trong này thì nó có mục là cho mình vào mình điểm danh đấy tức là khi mà mình điểm danh thì mình nhận thêm cái mã thông báo là ATM này nữa. Bây giờ mình chuyển sang cái bước là hướng dẫn cho bạn là đăng ký trước nhé. Đường link để tham gia mình để bên dưới phần là mô tả video nhé. Các bạn kéo bên dưới này có chữ là tham gia đăng ký thì bạn bấm vào đây. Tiếp theo các bạn ghi cái mail của bạn vào đây nhé. bên dưới thì bạn ghi mật khẩu nha tiếp theo đây là cái mã tài trợ thì nếu như mà không có mã tài trợ thì nó không cho mình đăng ký đâu nếu như mà các bạn không thấy nó hiện cái mã tài trợ thì các bạn lấy cái mã tài trợ này mình để ngay ở trên là video hay là bên dưới phần ở mô tả mình có để cái mã tài trợ nhá xong rồi các bạn sẽ click vào đây mình xác nhận đồng ý cái điều khoản này xong rồi các bạn click vào là tạo tài khoản đôi khi đăng ký xong nó cứ lỗi như này nhưng mà các bạn bấm lại và đăng nhập nhá tức là mình đăng ký rồi thì mình bấm lại và đăng nhập nhá sau diện đăng nhập thì bạn ghi mail và các bạn ghi mật khẩu xong rồi các bạn click đăng nhập thì cần phải xác minh một cái captcha thì bạn cầm thanh trượt này mình kéo tấm hình bên dưới để mình thả vào cái hình bên trên nhé rồi bây giờ bạn nhìn thấy là hệ thống sẽ gửi cho bạn một cái cốt về các bạn bấm vào đây nhé bấm đây mình nhận cốt như vậy sẽ gửi một cái mã OTP về cái mail đấy mình cần phải là mở cái mail lên nhé đây cái mail mình nhận được cái mã OTP này bây giờ mình sẽ là copy nhá copy mã OTP ở đây chép này quay lại chỗ mà đăng nhập thì bạn sẽ dán vào đây rồi các bạn bấm vào là đăng nhập đôi khi nó cứ bị này nhá đôi khi nó cứ bị này thì các bạn chờ lại một lúc sau bạn đăng nhập lại nhá vì nhiều lúc ấy, mình đăng nhập xong hay bị lỗi này đấy nó cứ bị lỗi cái mã này nhá thì các bạn có thể là chờ một lúc sau nhá dự án này đôi khi là nó chưa đỉnh hay bị lỗi đấy có thể là mình copy sai cái mã nhá khả năng mình copy đúng rồi mà nhiều lúc là nó hay bị lỗi vậy thì các bạn sẽ là xin lại cái mã cốt bằng cách là bấm lại đây nhé. Rồi như vậy thì nó hay bị lỗi vậy đấy. Mình vừa dán lại các bạn nhìn thấy là nó đã là vào rồi nhé. Các bạn là tắt đi nhé. Đó như vậy khi mà mình đăng nhập vào thì mình cần phải là cai C xong rồi mình mới nhận được là 100 triệu đồng là ATM. Và mình điểm danh hàng ngày mình nhận thêm nhé. Bên dưới cái mục là cây C đấy thì các bạn tiến hành cây C thì tí nữa mình hướng dẫn nhé. Tiếp theo bạn bấm lại vào cái phần à, ba gạch ở đây. Các bạn nhìn thấy phần là phần thưởng này nhưng mà cần phải là cai mình mới là điểm danh được. Rồi như vậy sau khi mà mình cai xong thì mình mới vào cái phần thưởng này mình bấm đây mình đăng ký nhận thưởng. Tức là mỗi ngày các bạn vào đấy các bạn bấm một lần để mình đăng ký mình điểm danh nhé. Ngoài cái việc là mình được là 100 triệu đồng ATM thì mình điểm danh đây hàng ngày sẽ là tặng thêm cho mình cái đồng là ATM. Nhưng mà điều kiện là mình phải hoàn thành cai trước nhé bên dưới thì nó có những cái như là ngôn ngữ hay là đăng xuất này và cái mà telegram nhé tiếp theo nữa thì các bạn nhìn thấy bảng điều khiển đấy bạn bấm lại vào cái bảng điều khiển này ở đây nó có một số cái ví như kiểu là BUSD nhé và thứ hai thì cái ví mình quan tâm là cái ví mà ATM này còn bên dưới là cái ví mà các bạn là điểm danh mỗi ngày nhé khi mà đăng ký xong thì các bạn sẽ được 100 triệu đồng ATM ở đây như kiểu cái ví mình đã là cai rồi đây mình mở bạn xem là mình được 100 triệu đây nhé đây các bạn nhìn thấy là 100 triệu này còn bên dưới là cái ví điểm danh ấy. thì à, hiện tại là mình điểm danh là chưa đủ cái thời gian điểm danh là nó chưa có nhé. Cái kèo này mấy hôm trước nó lỗi là mình đăng ký phải đến là 5-6 ngày thì hôm qua đấy, mình bắt đầu mới đăng nhập lại mà cai xây được nhé. Nhớ cho mình là cái giai đoạn mã cốt nhưng bạn lại mình copy cho bạn xem nếu mà báo lỗi thì các bạn lại vào bạn copy lại cốt bạn dán lại nhé. Không biết là đôi khi nó hay bị nỗi nỗi kiểu nỗi cái cốt mà nó gửi về nhé. Như vậy thông tin dự án này nó có hết trong trang web này các bạn cứ vào nó bạn đọc được nhé Bên dưới là cái đường link mà các bạn giới thiệu mang đi là tuyển Z nhá Và khi mà mình giới thiệu bạn bè thì nó sẽ có phần trăm là Aerosop này mình được nhận cái đồng ATM ấy. Ở đây nó cũng thống kê 1 này, 2 này, 3 này Thì mấy cái này bạn nào mà muốn tìm hiểu sâu hơn thì các bạn vào bạn đọc nhé Ví dụ là chương trình Aerosop được nhận như thế nào này Khi mà mình đăng ký tài khoản xác minh KC thành công nhận được là 100 100 000 cái đồng là ATM này nhá Và tiếp theo nữa thì mỗi một lượt Z mà KC thành công thì mình nhận được là 30 cái đồng là ATM token này nhá Và tiếp theo nữa là mỗi một tài khoản tài trợ đấy, giới thiệu được là 10 000 nhá Rồi để c bạn kéo bên dưới này, các bạn sẽ là nhìn thấy là hệ thống có một cái thông báo là Thứ nhất thì bạn cần phải là lấy một cái tờ giấy trắng mình sẽ ghi lên cái tờ giấy trắng nội dung là năm này tháng và cái ngày đăng ký của bạn và tiếp theo bên dưới thì bạn ghi cho mình cái chữ là havin.one nhá đây các bạn ghi đúng cái chữ này nhá, Xong rồi các bạn sẽ là cầm cái thẻ căn cước hay là cái giấy chứng minh nhân dân Các bạn để lên chốc cái đoạn từ giấy và các bạn có thể là nhờ ai chụp Hoặc là mình có thể là một tay mình cầm mình chụp lấy nhé Bây giờ các bạn kéo bên dưới này các bạn click vào nút nào bắt đầu để mình tiến hành là cây C Các bạn bấm đây nhé để mình tiến hành là mình cây C nhé Thì thứ nhất thì mình cần là chọn cái quốc gia nhé Ví dụ các bạn ở Việt Nam thì các bạn là phải chọn đúng là Việt Nam nhé như vậy ở cái mục mà cái C đầu tiên thì bạn sẽ là chọn quốc gia Việt Nam nhé Thì các bạn bấm vào các bạn kéo mãi dưới cuối này nó hiện Việt Nam bạn bấm vào đây Và tiếp theo bạn ghi họ và tên của bạn đầy đủ theo cái căn cước công dân nhé Và ngày tháng năm sinh này Và tiếp theo cái loại mà giấy tờ định dạng thì mình sẽ chọn cái ID quốc gia tức là cái căn cước công dân Hay là cái giấy chứng minh nhân dân nhé Bên dưới là hộ chiếu và bên dưới nữa là bằng lái xe nhé Thì các bạn dùng cái phương tiện nào tức là cái tài liệu nào thì bạn chọn ở đấy của mình mình dùng cái là căn cước mình chọn là ID quốc gia nhé các bạn sẽ là nhập cái số ở đây nhá số căn cước công dân ở đây và bên dưới thì các bạn cần phải là úp ba cái hình này thứ nhất là cái mặt trước nhá mặt trước cái căn cước này và mặt sau này và cái hình cuối này thì bạn để ý kỹ nhá cái này họ yêu cầu các bạn phải ghi một cái tờ giấy trắng là mình ghi chữ là năm này tháng và ngày và bên dưới thì các bạn ghi chữ là having chấm nhé nhớ cho mình cái mà ngày tháng này tức là cái ngày tháng mà các bạn đăng ký không phải là cái ngày tháng cai c nhé các bạn đăng ký ngày bao nhiêu thì bạn ghi là ngày bấy nhiêu vào đây nhé ngày và tháng và năm vào đây và tay các bạn cầm cái căn cước để trước mặt thì các bạn có thể là nhờ ai chụp hoặc là các bạn tự chụp lấy nhé xong rồi các bạn sẽ là úp đủ là ba cái tấm ảnh lên đây rồi sau khi mà bạn kiểm tra lại thông tin bạn đã úp lên đủ hết rồi thì bạn bấm vào là xác nhận nhé rồi sau khi mà các bạn gửi xong ấy, thì các bạn nhận được cái thông báo là hệ thống bảo là sẽ là xem xét cái đơn mà KC Bình trong vòng là 24 giờ thì bạn sẽ là chờ một chút nhá. Thì sẽ có một cái mail gửi về nhá. Rồi như vậy mình KC một phút đây. Các bạn nhìn thấy là hệ thống đã gửi cái mail về và đã báo là mình KC thành công nhá. Bây giờ mình quay lại cái app nhá. Và KC này rất là nhanh chỉ mất là một tới 2 phút là mình đã là được xét duyệt này. Và sau khi mà mình xét duyệt thì các bạn vào app ấy, các bạn nhìn thấy là mình có 100.000 ATM đây nhá. Ở đây mình giải thích qua cho bạn về cái đăng nhập và đăng ký đôi khi mà các bạn click đây nó out ra ngoài nhá. Ví dụ mình click vào nút là having này nó out ra ngoài nhá. Out ra ngoài nó giới thiệu về cái nền tảng nó tức là ví dụ là còn lại 281 ngày này và bên dưới thì giới thiệu về những cái đối tác nhá. Thì các bạn chọn lại vào cái nút đăng nhập thì các bạn kéo lên bên trên này các bạn nhìn thấy nút ba gạch đây các bạn bấm vào đây. Bấm một cái nhá, tức là bạn tích tay đây một cái này. Thì nó sẽ là hiện lên cái bên trên này. Các bạn bấm lại ở chỗ là cái hình ở mặt người của các bạn ấy, tức là mình đăng nhập ở bên trong nhá. Đó như vậy khi mà các bạn bấm cái hình mặt người thì đây là cái mà thông báo về chính sách là Airdrop này, các bạn có thể nhìn thấy là cái xe thành công nhận được là 100 000 cái đồng là ATM này và cái lượt Z đầu tiên nhận được là 20 này, Z tiếp theo nhận được 10 000 nhá. Ở đây các bạn tắt cái thông báo đi nhá. Đó thì các bạn cứ là điểm danh hàng ngày bằng cách là mình bấm vào phần là ba gạch ở đây. Và tiếp theo thì các bạn bấm vào phần là phần thưởng đây. Mỗi ngày các bạn vào bạn click vào đây cái bạn bấm vào nút là đăng ký này nhá để mình tham gia điểm danh đấy. Rồi và như vậy mình đã là chia sẻ với bạn cái dự án là Hanavin One này để mình tham gia đăng ký và nhận cái đồng là ATM. Còn bây giờ mình chuyển sang cái phần là quay thưởng cho bạn ở cái video trước. Chúc mừng bạn đầu tiên là bạn là Kỳ Đức nhá, chúc mừng bạn. Bạn thứ hai là Hoàng Lê nhé. Chúc mừng bạn. Thì hai bạn liên hệ mình qua Zalo và gửi cho mình cái mã ví TDX để mình trả thưởng. Và mình cũng xin được kết thúc video ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi.